Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây sốt với vẻ mặn mà sau 2 tháng sinh con. Sau 2 tháng hạ sinh tiểu công chúa, gương mặt của Đặng Thu Thảo vẫn không hề thay đổi so với thời con gái. Thậm chí nhiều bình luận cho rằng vẻ đẹp của cô còn mặn mà hơn xưa. Cách đây ít phút, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng tải bức ảnh chân dung trên Instagram và gây sự chú ý. Đây là lần đầu tiên cô khoe cận cảnh gương mặt của mình sau 2 tháng hạ sinh tiểu công chúa cho doanh nhân Nguyễn Trung Tính. Đặng Thu Thảo lần đầu khoe gương mặt sau 2 tháng sinh con. Cận cảnh nhan sắc trẻ trung gây thương nhớ của bà mẹ một con. Mặc dù đã là mẹ một con, song hình ảnh cho thấy gương mặt của Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn không có gì thay đổi so với thời con gái. Không những được bảo toàn nhan sắc, cô thậm chí còn được khen mặn mà hơn xưa. Phía dưới bức ảnh của Hoa hậu là hàng dài bình luận khen ngợi nhan sắc thanh xuân, chỉ còn mặn mà hơn lúc chưa sinh nữa đấy, người đẹp không tuổi. Một người hâm mộ trầm trồ, ý kiến khác cũng không tiếc lời khen ngợi, tuyệt sắc giai nhân, người đẹp nhất từng thấy. Dân mạng trầm trồ trước nhan sắc của cụ Hoa hậu Việt Nam. Cách đó ít giờ, doanh nhân Lê Đăng Khoa, một người bạn thân của Đặng Thu Thảo, cũng chia sẻ bức ảnh chụp cô trên mạng xã hội. Một lần nữa vẻ đẹp thuần khiết, mong manh của gái một con họ Đặng lại khiến người hâm mộ phát sốt. Bức ảnh do bạn thân của Đặng Thu Thảo đăng tải. Hồi đầu tháng 5, Thu Thảo cũng chia sẻ bức ảnh khoe vóc dáng thon gọn. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì cô lấy lại vóc dáng quá thần tốc sau sinh. Trước đó, thông tin Đặng Thu Thảo hạ sinh con đầu lòng vào ngày 20 tháng 3 gây sự chú ý cho người hâm mộ. Đây là trái ngọt hôn nhân đầu tiên của mỹ nhân Bạc Liêu với doanh nhân Nguyễn Trung Tính. Theo tiết lộ của người bạn thân thiết với gia đình Đặng Thu Thảo, con đầu lòng của Hoa hậu là một tiểu công chúa. Sinh nở mẹ tròn con vuông, Hoa hậu cùng con gái xuất hiện về nhà chỉ khoảng 3 ngày sau đó. Mr. Đàm bức xúc dằn mặt nam MC, dám công khai đá xéo Dương Triệu Vũ, nếu gặp mày mà không đánh thì không phải Đàm Vĩnh Hưng. Hứa với mày và cái showbiz này, nếu tao gặp mà không quánh mày thì khỏi gọi tao là Đàm Vĩnh Hưng. Showbiz hãy đợi cái clip đó nhé, ông Hoàng Nhật Việt cho biết. Sau phát ngôn nhạy cảm của Dương Triệu Vũ về vấn đề giới tính, Lý Triệu Dân có lời lẽ khá đụng chạm trên trang cá nhân. Bộ lẽ sao mà không thấy bé lộ, cần chi phải lên giường mới biết. Nam MC đăng đàn để bảo vệ người em thân thiết, Đàm Vĩnh Hưng lập tức đáp trả. Có những đứa thích đụng chạm tới những việc không liên can gì tới nhà nó, đã ít xô rồi, được cái là không ai ưa. Cái nghề làm MC là để nó cho ra tiền ra cơm, chứ không phải chọc cái mỏ thúi vô chuyện ảnh hưởng gì tới tụi mày. Tao là không có đá xéo quánh xiên gì hết, đập thẳng ngay mặt mày luôn nè Lý Triệu Dân. Mày thích kiếm chuyện để gây chú ý và để hot à, khó lắm nha con. Hứa với mày là cái showbiz này, nếu tao gặp mà không quánh mày thì khỏi gọi tao là Đàm Vĩnh Hưng. Showbiz hãy đợi cái clip đó nhé, anh viết. Đây không phải lần đầu tiên ông Hoàng Nhật Việt và MC Lý Triệu Dân lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Trước đó cả hai cũng đã từng gây xôn xao với những màn đáp trả vô cùng gay cứng. Thêm một lần đụng độ này nữa, có lẽ mối quan hệ giữa ông Hoàng Nhật Việt và nam MC thích xí vào chuyện người khác càng trở nên căng thẳng. Ăn điên cuồng, Thúy Phi từ thân hình vạn người mê trở thành bà thím xồ xề như đẻ mấy lứa. Sau 3 năm bước vào showbiz, Thúy Phi thay đổi nhan sắc đến chóng mặt, thân hình cũng không còn mình hạt xương mai như trước. Đã 3 năm kể từ ngày cái tên Thúy Phi được cư dân mạng nhắc đến trong cuộc tình tay ba Thúy Phi Phan Thành Miu, không còn những phát ngôn sốc nổi bồng bột như trước kia. Thúy Phi bây giờ đã học cách điềm tĩnh hơn, kín đáo hơn trong đời tư của mình, bỏ lại ồn ào showbiz. Lướt trang cá nhân của người đẹp chỉ toàn thấy ảnh mèo hay hoạt động hàng ngày là phần lớn. Nhờ showbiz mà Thúy Vi trở nên xinh đẹp và đầy đặn hơn. Nếu trước kia ở tuổi dậy thì cô nàng còn mang thân hình cò hương và khuôn mặt già đanh nhọn hoắt, thì giờ đây Thúy Vi bắt đầu có chút trẻ trung đầy đặn hơn. Tuy nhiên khuôn mặt thì xinh, nhưng thân hình thì có vẻ phì nhiêu hơn bình thường. Hot girl Cà Mau khoe dáng bên hồ bơi, nhưng cũng không quên quấn kịp chiếc khăn tắm quanh người để che đi chỗ nào cần che và khoe ra chỗ nào cần khoe. Nhờ vậy, bức ảnh của Thúy Phi đăng lên mạng được dân tình khen ngợi, sexy, tay quá, quyến rũ ghê. Thế nhưng, cô đã là nạn nhân của trào lưu, sự khác nhau giữa ảnh tự chụp và ảnh được tác. Ở một góc chụp khác, Thúy Phi lộ thân hình xô xê ngứng mỡ, bắp tay bắp chân và phần eo của cô nàng vẫn còn đồ sộ lắm. Dù thời gian gần đây, Thúy Phi đã tích cực giảm cân, tập gym tại nhà. Còn nhớ trước đây khi mới bước vào showbiz, Thúy Vi sở hữu thân hình ốm nhom gầy gò, tay chân chẳng khác nào quay tâm, nhưng luôn diện những bộ đồ già đanh, rộng thùng thình. So với bạn bè cùng trang lứa, Thúy Vi có lối ăn mặc khá dài dặn mà đôi khi là hơi bơi trong quần áo.
Gương mặt của cô nàng nhỏ nhắn bé xinh đôi khi là được đánh giá là khá nhọn, kéo theo đó là lỗ trang điểm làm tóc sắc sảo đanh đá, khiến cô nàng trông khá già dặn. Sở hữu thân hình ngực tấn công mông phòng thủ, Thúy Vi mảnh mai nuột nà trong những bộ đầm bó sát với đường cut out táo bạo. Tuy nhiên, có nằm mơ đi chăng nữa thì chắc cũng không ai nghĩ rằng bước chuyển tiếp theo những ngoại hình của Thúy Vi lại chính là tăng cân. Cụ thể là cách đây không lâu, Thúy Vi đã bất ngờ đăng tải những hình ảnh mới nhất của mình cùng lời chia sẻ đầy háo hức. Tăng đến 7kg, từ 38kg tăng lên 45kg. Nhưng có vẻ như cô đã không kiểm soát chế độ ăn của mình khi cơ thể ngày càng đầy thịt mỡ, phay u thịt bắp. Trong những bộ đầm 2 giây, còn đau cánh tay gầy guộc, phần cổ lộ xương quai xanh như trước. Vẫn sở hữu vòng một khủng, nhưng với bắp tay cũng khủng không kém. Kèm với đó, Thúy Vi làm cho combo khoe mặt mâm khi chọn kiểu tóc ngắn uốn cụp này. Nhiều người nghĩ Thúy Vi đã lấy lại thân hình chuẩn khi cô nàng úp mở khoe con số 86, 60 và 90. Nhưng khi xem bức ảnh chụp trên kia xong, nhiều người nghĩ hành trình đến với các con số ấy của Thúy Vi hãy còn gian nan lắm. Trường Giang cầu xin khán giả sau khi bị ném chai, đừng quăng trúng đầu em thì tội em lắm, em còn làm việc cho gia đình. Danh hài đã cầu xin khán giả đừng ném các vật thể lạ lên sân khấu, cùng lời tâm sự, đời em từ hôm nọ bị quăng ném nhiều lắm rồi. Tối 19 tháng 5, Trường Giang tham gia biểu diễn hội chợ ở Quy Nhơn. Theo như đoạn clip được khán giả quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội, khi vừa lên sân khấu giao lưu với khán giả, Trường Giang phát hiện nhiều chai nước bị ném lên sân khấu. Đối diện tình huống bất ngờ này, Trường Giang lập tức hỏi, ai vừa trò lên đây vậy? Sau đó danh hài gửi lời cầu xin đến với khán giả. Thôi đừng có quăng nữa nha, đời em từ hôm nọ đến giờ nhiều người quăng lắm rồi. Mình thích thì mình coi, mà mình không thích mong anh chị cũng ráng coi nha. Các anh chị quăng trúng đầu em thì tội em lắm, em còn làm việc cho gia đình. Trường Giang bị chọi chai khi diễn ở Quy Nhơn, anh cầu xin khán giả đừng ném đồ lên sân khấu. Ở sân khấu nhiều khán giả nhí lắm, mọi người thương em đừng chọi nữa, chúng mấy bé thì tội lắm. Ghét em thì em biết rồi, nhưng xin đừng chọi nữa, anh nói thêm. Trường Giang còn nói đùa sẽ đứng cạnh nhân viên an ninh suốt buổi biểu diễn để được đảm bảo an toàn. Đêm diễn của Trường Giang tại Quy Nhơn còn gián đoạn khoảng vài phút sau khi danh hài phát hiện có hai bé khóc nức nở vì lạc cha mẹ. Cũng trong đoạn clip được fan quay lại, Mười Khó chủ động xin tạm dừng chương trình để nhờ ban tổ chức giúp các bé tìm người thân, cùng lời hứa sẵn sàng ở lại Quy Nhơn diễn đến hết đêm. Trường Giang còn dừng chương trình biểu diễn khoảng vài phút để tìm cho mẹ cho hai bé, khóc sợ vì lạc người thân. Khán giả đợi em chút xíu được không, em cố tìm người thân cho các bé đã, không thể để các bé khóc sợ mãi như thế này được, Trường Giang nói. Cây hài chờ đến khi cha hai bé lên sân khấu đón con rồi mới tiếp tục biểu diễn. Hành động này của anh nhận được sự động viên và đồng tình từ khán giả. Trả lời báo, một thành viên trong ban tổ chức cho biết, đêm diễn ở Quy Nhơn thu hút hơn 20.000 khán giả nhờ sức nóng của Trường Giang. Phần lớn khán giả đều ủng hộ và cổ vũ anh. Tuy nhiên, một vài khán giả quá khích đã có hành động không đẹp. Điều này khiến rất nhiều khán giả khác có mặt tại sân khấu bất bình. Đây cũng không phải lần đầu tiên Trường Giang gặp sự cố khi đi diễn hội chợ. Hồi tháng 7, 2017, anh bỏ về khi liên tiếp bị khán giả chọi chai nước lên sân khấu. Thời điểm đó, Trường Giang bị khán giả phản ứng mạnh mẽ vì cho rằng anh thiếu chuyên nghiệp. Thời gian qua, Trường Giang liên tiếp gặp scandal, cụ thể là chuyện tình yêu tay ba ngang trái. Nam diễn viên hài rất mệt mỏi, nhưng cũng đã sớm quay trở lại với công việc, đảm bảo những lịch trình đã ký kết sẵn. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận rằng hình ảnh của Mười Khó trong mắt khán giả đã bị ảnh hưởng đi rất nhiều. Minh Luân, tại thời điểm Lan Ngọc, Di Dân, Tình Tứ đi xem phim thì chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Nam diễn viên bày tỏ hết những ẩn khuất trong chuyện tình cảm nhằm chấm dứt mọi thứ, tập trung cho công việc. Ninh Dương, Lan Ngọc và Minh Luân từng bị nghi vấn hẹn hò trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, từ trước đến nay, Lan Ngọc vẫn chưa bao giờ thừa nhận chuyện tình cảm với nam diễn viên. Cách đây không lâu, công chúng trở nên xôn xao khi Minh Luân lên sóng truyền hình công khai xin lỗi và ngỏ lời muốn nói lại tình xưa với diễn viên Ninh Dương, Lan Ngọc. Cụ thể, nam diễn viên chia sẻ mình còn tình cảm với nàng cám và gửi cả lời nhắn anh yêu em cho cô. Thời điểm đó, Minh Luân lên sóng truyền hình thổ lộ tình cảm với Lan Ngọc khiến ai cũng bất ngờ. Đặc biệt hơn, vào chiều ngày 17 tháng 5, Minh Luân lại đăng tiếp một dòng trạng thái ám chỉ việc Lan Ngọc đang có tình ý với Chi Dân. Và theo anh thì chính đêm Lan Ngọc đi xem phim với nam ca sĩ thì cô đã không nghe điện thoại của anh.
Ngay hôm đó giữa cả hai đã xảy ra cãi vã, dẫn đến việc chia tay. Tuy nhiên, Minh Luân đã nhanh chóng xóa đi bài đăng này. Mới đây, Minh Luân đã có cuộc gặp gỡ ngắn với truyền thông để chia sẻ cụ thể về sự việc này. Minh Luân cho biết, dù anh và Lan Ngọc từng nhiều lần chia tay và tái hợp, nhưng tại thời điểm cô và Chi Dân bị phóng viên bắt gặp tình tứ, thì hai người vẫn còn đang yêu nhau. Nam diễn viên bị sốc khi người yêu của mình thay đổi nhanh đến chóng mặt. Khoảng thời gian ở Mỹ, tôi và Lan Ngọc thường xuyên trò chuyện qua FaceTime. Sau đó khi về Việt Nam, chúng tôi vẫn đi chơi, đi xem phim, gặp gỡ gia đình. Sinh nhật vừa qua của Lan Ngọc, chúng tôi cùng tổ chức rất vui vẻ. Nhưng rồi đùng một cái, mọi chuyện lại như vậy. Tôi bị sốc và không hề có một lời giải thích rõ ràng chính đáng nào từ Lan Ngọc cho đến tận hôm nay, Minh Luân trải lòng. Theo lời anh kể, anh gọi điện hỏi thăm và dặn dò cô uống thuốc, ăn đúng giờ, chú ý đừng uống rượu nhiều, kẻo bệnh đau dạ dày tái phát. Nhưng anh gọi điện khá lâu mà Lan Ngọc không chịu nhấc máy. Sau đó lúc 3 giờ sáng, cô bất ngờ gọi điện lại để cãi vã và đòi chia tay. Khi đọc được thông tin Lan Ngọc tình tứ với Chi Dân, Minh Luân đã không giữ được sự bình tĩnh. Trong khi đó, nữ diễn viên lại không nghe điện thoại của anh. Anh xóa status ấy đi vì không muốn người khác bị ảnh hưởng trong sự việc này. Nhiều người không hiểu và chửi mắng tôi rất nhiều, thậm chí bảo tôi không phải đàn ông, giận dỗi kiểu đàn bà, lợi dụng tên tuổi để nổi tiếng. Nhưng xin lỗi, tôi được khán giả biết đến lúc họ còn ngồi ghế nhà trường nên tôi không cần phải làm như vậy. Thật ra tôi cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, hiện tại tôi không muốn liên quan đến Lan Ngọc hay người nào khác, nam diễn viên khẳng định. Về phía nữ diễn viên, dù đối phương là Minh Luân hay Chi Dân thì Lan Ngọc vẫn chưa một lần lên tiếng về những chuyện cá nhân như thế này. Vì lẽ đó, khán giả luôn mong muốn nhận được sự phản hồi từ phía người đẹp. Sắp tới, nam diễn viên sẽ cho ra mắt phim điện ảnh Lộ Mặt do anh đảm nhận vai chính, kiêm vai trò nhà sản xuất. Được biết, chính Minh Luân từng đề nghị với đoàn làm phim để Lan Ngọc cùng đóng cặp trong phim Lộ Mặt, nhưng bạn gái từ chối vì đang bận bịu với dự án khác.